Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây kiểng miền Tây ha, đi giao lưu tất cả cô chú anh chị mình trên toàn quốc. Số điện thoại của em là 0939700449 em ở Tân Lợi 2, Tân Hương, Thốt Nốt, Cần Thơ. Hôm nay em gồm linh sam, sâm hương, me, ổi tàu, mai chiếu thủy, lùng lực, tùng và một số cây siro cô chú anh chị, cây đang trái ha. Mã số 1E hôm nay em giao lưu. Có rồi. 1E. Linh sam sông hình. Một đế, hai thân quái, đế đều bốn mặt nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo cây được 37 chiều cao. Tán em đo được 87. Hàng này tụi em mới lặt lá nha, cho cô chú anh chị mình thấy rõ cái phơm tàn vàng xương của cây. Cốt cành thì cực kỳ mịn. Em đệm thêm cái rộng tàn cái nha. 49 nha cô chú anh chị. Dạ, chiều rộng 49. Thân cây lắc khá là quái, ôm nhau ha. Em đo thân. Tại vị trí này là được 30 hoành. Cái thân đơn như thế này nha. Được 16. Hiện tại cây nó có bắt cầu qua bên đây luôn nha cô chú anh chị. Rất là quái nha. Rồi, em giao lưu cây này trọn bộ phí ship đến của chú anh chị mình giá là 2,2 triệu, không bao gồm chậu, vận chuyển, em bó bầu nha. Số điện thoại và Zalo của em là 0939700449 ha. Mà số 2E cũng là dòng linh sam sông hinh hoa tím. Cái dòng này thì tụi em mới lặt lá thì của chú anh chị mình về tưới nước giữ ẩm trên cả thân và nhánh giúp em luôn nha. Cây nó sẽ hỗ trợ cho hoa đồng loạt luôn ha. Tổng chiều cao cây em đo được là 42. Tàn của cây như thế này là được 75. Cốt cành chi tai khá là lớn nha. Dây kẽm thì đã ăn khá là thuần rồi. Cô chú anh chị mình về cắt từng khúc lấy ra giúp em nha. Để xoắn theo cái cành nó sẽ bị dễ bị gãy. Rồi, em đo thân cây tại vị trí này em báo chuẩn 22 hoành. Cây này bên em không có vận chuyển chậu nha. Rồi, cây sông hinh này em giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình giá là 1.400.000 đồng. 3E cũng sông hinh dáng bay luôn nha cô chú anh chị. Em đo chiều cao trước 30. Cây dáng đổ co lắc ha. Tổng tán 80. Rộng tàn em bổ sung thêm là 54. Những cây này thì tụi em mới lặt lá thôi nha. Và sau này cô chú anh chị mình muốn tiến hành làm hoa thì cũng tiến hành lặt lá như thế này ha, khi lá già nha cô chú anh chị. Phơm tán chi tai rất là mịn rồi, đế đắm đâu đó có đàng hoàng hết rồi nha. Chơi thôi ha. 20 là hoành thân cây. Linh sam sông hinh hoa tím và cực kỳ thơm, rất là rộ hoa nha. 1.400.000 đồng bao trọn gói đến nơi. Cô chú anh chị nào mà khách hàng đầu tiên bên em thì cho em xin cọc 1-200 ngàn đơn hàng đầu tiên nha. Còn đơn hàng thứ hai thì bên em không cần cọc hết, cô chú anh chị rất thông cảm giùm em điều đó nha. Đúng rồi, để tránh bị bơm hàng hết cô chú anh chị. 27 là tổng chiều cao của cây. Nó hơi nghiêng đem demo thêm cái. Tổng tán như thế này em đo là được 63. Rộng tàn tầm khoảng 40. Dòng này cũng sông hinh luôn nha. Thì cái này thì nó cũng già nhưng mà nó hơi non hơn những cái cây kia tí xíu. Rồi, quanh thân tổng em đo trừ hao một cái thân con bên kia em tính 20. Đây nó có cái thân con đệm theo như thế này nè. Về thì mình có thể cắt bỏ phần này, mình lấy cái thân chính thôi. Rồi, em giao lưu cây này với giá chỉ 900.000 đồng bao phí ship, mã số 4E 900.000. Mã số 5E. Tất cả hàng bên em đều có cái bảo hành sống luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao cây sông hinh này 27. Tàn như thế này em đo được 42. Em vận chuyển mà nếu đường xa thì cây nó cũng sẽ cho lọc non lại luôn đó nha. Cô chú anh chị mình an tâm. 16 là hoành thân của cây. Cây bộ đế nở ha. 600.000 đồng em ship trọn gói tận nơi. Mà số 5E. Mà số 6E.
Cây này cũng 600 ngàn đồng luôn nha cô chú anh chị. Dòng này dòng lá rí ha, 25 tổng chiều cao. Song hình nhưng lá rí. Tán như thế này em đo được 58 tàn dài, rộng tàn tầm khoảng 35. Cái này em mới lạc thôi, tại vì vàng xương nó dày. 15 là tổng hoành thân của cây. Cây nào cũng có đế hết nha, thân co lắc và khá là đẹp. 600 ngàn đồng giá trọn gói, bao phí ship toàn quốc. Cây sam hương Đài Loan, hoa lá cực kỳ thơm nha cô chú anh chị, mã số 7E. Cây này thì cái tán đổ khá là dài. Tổng như thế này em đo được 85 tàn dài. Chiều cao cây em đo được 32. Rộng tàn 50. Sam hương Đài Loan, cây cực kỳ già nha cô chú anh chị. Rồi. Cái hoành đế này là được 39. Thân em đo báo luôn cho cô chú anh chị mình ha. Chuẩn xác của chú anh chị mình về có thể đo lại giúp em nha. 15 hoành. Tại vị trí em đo nha cô chú anh chị mình lưu ý giúp em ha. Mã số 7E. Em giao lưu bao gồm luôn cả chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha cô chú anh chị. Chậu Tứ Linh nha. Rồi, cây sam hương Đài Loan này em giao lưu với giá là 1.400.000 đồng. Mã số 7E. Mã số 8E. Cây ổi Tàu. Tổng chiều cao cây là được 39. Dòng này hiện tại đang ôm một cái vàng trái khá là nhiều nha. Rộng tàn em đo 55. Dài tàn chuẩn 95. Ổi Tàu nha, ổi này thì làm trái tự nhiên ha cô chú anh chị. Hoành em báo chuẩn luôn, 20. Cây có củ đế khá là lớn nha, đế đặc nha. Thân cây thì khá là chuẩn, phơm tàn cực kỳ mịn nha. Mà số 8E. Ổi Tàu bonsai, ổi này khá là chuẩn rồi. Em giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình giá là 2.400.000. Cái ổi mini giá 700. Tổng chiều cao em đo được là 27. Tán em đo được 52. Cây này hiện tại cũng đang làm trái luôn nha. Trái chính bằng đầu ngón chân ha. Có mùi thơm nhẹ. Hoa ổi cực kỳ đẹp ha. Trái còn nụ khá là nhiều nha. Quanh thân tại vị trí này em báo là 10. Hoành chuẩn nha cô chú anh chị. Thân co cực kỳ quái nha. Giá em báo cực kỳ sát với cây rồi. Bao phí ship chỉ có 700 ngàn đồng tận nơi. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cây mã số 10E Me Chua miền Tây nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo chuẩn cây là 35. Tàn em đo được 50. Hiện tại đế đắm vàng lắc thân khá là gắt nha. Mặt cắt thì làm khá là sạch sẽ rồi. Thân này em báo chuẩn là 17. Cục đế đặt như thế này là 35. Hàng này chăm cây đủ sức đó. Mình đệm thêm tí phân nữa bắt đầu cây nó sẽ cho trái nha. Đã từng có 1-2 đợt trái khi mà uống bonsai như thế này. 10E giá 1.000.000 đồng bao phí ship tận nơi. Rồi, cây me chua miền Tây mã số 11E. Em có một cặp ha cô chú anh chị, nào mình lấy một cặp thì bên em sẽ giảm giá lại. 34 là chiều cao. Tán em đo được 60. Thân cây co khá là quái ha. Như thế này em đo được 17 hoành. Củ đế này là 33. 11E. Em giao lưu trọn gói 1.000.000 đồng bao phí ship. Ai lấy hai cây bên em sẽ giảm giá lại nha, em xin nhắc lại ha. 12E.
Cây này em báo giá xả 500. Tổng tàn em đo được 54. Chiều cao cây 30. Mai chiếu thủy dòng trung nu, hàng cụm rừng, phơm tán giống như cúc mâm xôi ha cô chú anh chị. Em đo tổng bệ nha. Tổng bệ như thế này là được 78. Thân này bằng đầu đũa ăn, có cái bằng ngón tay. 12E, 500.000 đồng trọn gói tới nơi nha. Cây mai chiếu thủy dòng trung nu mã số 13E. Tổng chiều cao em báo 60. Tàn em đo 48. Hiện này hoa quanh năm, cũng rất là dễ để hoa nha cô chú anh chị. Quanh thân tổng như thế này là được 14. Nu đều ha, 400.000 đồng trọn gói bao phí ship. Cây mã số 14E. Tổng chiều cao chuẩn cây em báo 60. Ngang em đo được 50. Cây này nói chung là chuẩn thân, chuẩn tàn rồi. Nó có một cái lỗi là ở thân của nó có bị hai cái vết lũa như thế này. Sức sống rồi thì khá là mạnh. Như thế này em đo chuẩn đi, 25. Đó, nu bự bự không à. Rồi một cây như thế này em báo chỉ 500.000 đồng. 500.000 bao phí ship. Cây mã số 15E. Chiều cao chuẩn cây em báo là 50. Tàn em đo được là 45. Hoa mai chiếu thủy này khá là thơm và cực kỳ rộ cây nha. Rộ hoa. 15 là hoành thân của cây. Nhỏ nhỏ nhưng mà cũng khá là già, chi tay cốt cành khá là đều rồi. Rồi cây này em giao lưu trọn gói chỉ 350.000. 350.000. Cụm rừng mai chiếu thủy này em báo là 400. Tổng chiều cao em đo được là 52. Tàn em đo được là 50. Cụm rừng khá là nhiều cây ha. Về vô một cái bệ hòn non bộ nữa là khá là ok. Tổng như thế này em đo được là 45. Thân lớn này khoảng 6-7 nha cô chú anh chị. Cây thuần chậu sống khỏe nên cô chú anh chị mình an tâm. Rồi 400.000 đồng mã số 16E. Vận chuyển hàng từ 5 đến 7 ngày cây vẫn sống khỏe và rất là dễ chăm lại nha. Tổng chiều cao em đo được là 68. Ngang của cây này là 49. Mai chiếu thủy dòng trung nu, thích hợp khí hậu 3 miền. Hoa thì cho quanh năm, chỉ mất cái thời gian là nó sẽ làm lại được hoa mới thôi nha cô chú anh chị. Như thế này em đo là 14. Rồi em giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình, cây này giá là 500.000 mẫu tử ha. Rồi một bệ đế chia lên thành nhiều thân. Cây mã số 18E. Chiều cao chuẩn cây em báo là 67. Tàn ngang của cây em báo là 50. Phơm tàn đều hết trơn rồi nha. Em đo tổng cụm như thế này, một thân lớn 26. Nói chung một cái thân nha, chia lên nhiều cây ha. Rồi em giao lưu với giá chỉ 500.000 đồng đi nha cô chú anh chị. Giá mai chiếu thủy hôm nay là em giá xả rồi nha. Rồi cây này tổng chiều cao em đo chuẩn là 78. Tàn em đo được là 45. Hiện tại cây là thuần chậu sống khỏe. Cô chú anh chị mình về sang chậu thì có thể cắt bỏ giá thể bớt một ít, thêm giá thể mới cho cây nó thêm cây chất dinh dưỡng, nó dễ phát triển cây hơn ha. Rồi 14 là hoành thân đại diện của cây. Giá giao lưu bao phí ship tới nơi chỉ 500.000. Cây mai chiếu thủy lùng lực, hàng này hàng chuẩn thân, chuẩn đế, chuẩn tàn nha. Tổng chiều cao em đo được là 22. Tàn như thế này em đo được là 50. Rộng của tàn em đo luôn là được 25. Cốt cành lớn nha cô chú anh chị, khoảng ngón tay út hết trơn rồi. Như thế này em đo 20 hoành. Thân cây thì lùng lực đế nở, phơm tàn ấm mịn. Nuôi một cây như thế này cũng khá là lâu nha. Mà số 20E, giá giao lưu trọn gói là 1.200.000 đồng tới nơi. Cái 21E, giá cũng là 1.200.000 trọn gói. Tổng chiều cao em đo được là 22.
tàn em đo được là 48. Phơm tàn thì cực kỳ mịn nha cô chú anh chị. 21E. Rồi, thân này em báo được là 17. Có một cái nhánh bay ra đây ha. Rồi, giao lưu cũng chỉ với giá là 1.200.000 đồng. Mã số 21E. Bên em không bao gồm chậu xi măng như thế này nha. 22E. Cây này kích thước nhỏ thì giá sẽ nhỏ lại và giá nó là 900.000 nha. 19E là chiều cao của cây. Tán em đo được là 39. Hàng này là trung nu nguyên thủy, hoàn toàn không ghép ha. Cốt cành khá là lớn và nu cho cực kỳ nhiều, cực kỳ lớn. Quanh thân là 16. 22E. Cô chú anh chị mình muốn về ép chậu thì đợi lá già hay ép được nha cô chú anh chị. Rồi 900.000 đồng, bao phí ship không bao gồm chậu, 22E. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Đây là cây cẩm thị. Cẩm thị hàng khai thác miền núi rừng luôn nha cô chú anh chị. Hàng thì thuần chậu sống khỏe rồi. 60 là tổng tàn của cây. Chiều cao của cây em báo là 29. Cây này thì thân trực có một cành bay. Cô chú anh chị mình muốn đổ thì gì dịch cái tàn nó xuống tí xíu, từ từ lâu dần nó sẽ xuống ha. 40 là tổng rộng mặt cắt của cây. Nó có cái tên gọi khác là kim cương đen nha cô chú anh chị. 20 là tổng thân của cây. Này nằm trong chậu nè, cái này là cứ ngắt cái chân rồi. Rồi, 23E 500.000 đồng trọn gói. 24E. Em có hai cây tùng nha, vạn niên tùng. Thì cái này em báo giá xả 600.000 đồng một cây. 60 là tổng chiều cao. Tổng tàn luôn là 70. Vạn niên tùng nha cô chú anh chị. Chỉ 600.000 đồng thôi ha. Em đo thì em đo luôn cái dây kẽm nha cô chú anh chị mình lưu ý giúp em ha. Rồi luôn dây kẽm là 9 phân. Thân của nó chắc khoảng được 7 nha. 24E. Trọn gói 600.000. 25E. Cũng 600.000 đồng, bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo được là 80. Đổ như thế này là được 75. Vạn niên tùng nha. Rồi em đo luôn dây kẽm nha. 8. Thân của nó thì cô chú anh chị mình ước lượng giùm em khoảng 5-6. 25 giá 600.000. 26 để dưới luôn, dẹp bằng quay luôn. 26. Em có một cây ổi lê nha. 3 thân tam tài đang trái nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo chuẩn cây như thế này là được 1m3. Ngang của tàn chuẩn hết luôn là được 65. Ổi lê cây đang trái. Nhà mình có đệm một cây ổi vô thì nó cũng ăn, nó cũng khá là tốt cho sức khỏe ha. Em đo tổng nha. Tổng như thế này được trừ hao 25. Liền thân tam tài ba thân luôn. 26E. Em giao lưu trọn gói, bao phí ship tận nơi cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 600.000. Cây thuần chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Về gỡ cái bầu đen đó ra là bắt đầu mình sang chậu hoặc là xuống bầu được rồi. Rồi hai cây cuối clip, hai cây này là hai cây siro. Hiện tại hàng đang trái và cực kỳ sai trái khi mà cô chú anh chị mình về trồng nha. Chiều cao cây em báo chuẩn tầm khoảng 1m rưỡi. Tán ngang chưa bung thì tầm khoảng 40. Nếu bung thì tầm khoảng 1m. Nói chung là về cô chú anh chị mình trồng tự nhiên thì trái cũng cực kỳ nhiều luôn. Rồi đó giờ em bán thì khách hàng người ta cũng có phản hồi khá là tốt về dòng cây này ha. Cái này thì chung một bệ đế, chia lên nhiều thân. Còn cây bên kia thì một cốt thì khá rõ. Một cây như thế này em giao lưu trọn gói đến cô chú anh chị mình 900.000 đồng, bao phí ship. Hai cây bằng nhau. Có cây đó thì một cốt rõ, này thì cụm. Thì
Em rất cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho em. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn lại cô chú anh chị mình vào lớp sau ạ.